Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, những ngày qua có hai luồng dư luận trái chiều về việc ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bị bắt. Đa số xác định việc ông Nguyễn Đức Chung bị bắt là xứng đáng, nhưng cũng có nhiều ý kiến, kể cả báo Quốc Doanh ca ngợi ông Nguyễn Đức Chung sông sáo, quyết đoán, quyết liệt, có nhiều thành tích, đặc biệt gần gũi, hết mực, thương dân, như thể gián tiếp phản đối việc bắt giam ông này. Thời kỳ đầu ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tôi cũng nghĩ rất tốt về ông với việc nêu bỏ qua loa phường, giảm tiền cắt cỏ, tạo phố đi bộ, trồng cây. Nói thật thì việc công an bảo kê nhà hàng, thế nhưng càng ngày thì bản chất của Nguyễn Đức Chung càng lộ rõ, đặc biệt trong vụ án Đồng Tâm. Theo tôi thì ông Nguyễn Đức Chung là một đinh la thăng khác. Ông đinh la thăng cũng đi làm bằng xe buýt, đi nhặt rác, yêu cầu đặt các cây nước miễn phí ở các cửa hàng không và cũng lập tức có mặt ở vụ sập cầu treo ở Tam Đường, Lai Châu và phone cho Bộ trưởng Y tế cử ngay các bác sĩ giỏi nhất lên cứu chữa đồng bào bị thương. Trong vụ Đồng Tâm thì ông Nguyễn Đức Chung là thủ phạm chính gây nên tai họa cho người dân Đồng Tâm và cả các ông như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm, Đoàn Duy Khương, lãnh đạo huyện Mỹ Đức và một số lãnh đạo ở xã Đồng Tâm. Ông làm cho dân Đồng Tâm và công an thì bị mất người, các ông lớn trên cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam thì phạm vào việc mà muôn đời lịch sử sẽ phán xét. Năm 1980, chính phủ có quyết định số 113 thu hồi 208 hectare đất ở huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức của tỉnh Hà Sơn Bình, nay là Hà Nội, làm sân bay Miếu Môn. Trong đó có 47,36 hectare thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức giao cho quân đội quản lý. Thế nhưng do không có nhu cầu làm sân bay nên 208 hectare đất chỉ được sử dụng rất ít. 47,36 hectare ở Đồng Tâm được cho dân thuê canh tác, còn lại bỏ hoang đã gần 40 năm. Đến đầu năm 2016, tự nhiên thì doanh nghiệp Viettel đến thi công công trình trên cánh đồng xanh 59 hectare của bà con xã Đồng Tâm liền kề với 47,36 hectare thuộc đất quốc phòng. Đã thu hồi năm 1981, đền bù 150.312 đồng. Dân Đồng Tâm kiên quyết phản đối, làm lán ngay tại chỗ và cắt người trông coi để giữ đất, ngăn cản việc thi công của Viettel. Huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội điều động nhiều cảnh sát đến bảo vệ cho doanh nghiệp Viettel thi công rất căng thẳng. Ngày 15 tháng 4 năm 2017, Công an Hà Nội và hai sĩ quan Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng nhắn cụ Kinh về Đồng Xanh để kiểm tra mốc giới. Cụ Kinh và dân rất phấn khởi, nhưng khi đang kiểm tra thì sĩ quan công an huyện Mỹ Đức đã đá cụ Kinh gãy xương đùi, dạn xương chậu, ném ông lên xe ô tô như một con vật để bắt thêm 3 người dân nữa, trở lên số 7 Thuyền Quang Hà Nội để tra xét. Hai ngày sau thấy việc bắt cụ Kình bị lộ, nếu cụ bị chết thì rắc rối, ông Nguyễn Đức Chung mới đưa cụ sang bệnh viện Việt Đức để chữa trị. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến dân Đồng Tâm cần giữ 38 cán bộ cảnh sát cơ động có mặt tại chỗ phục vụ cho cuộc bắt bớ hôm đó. Và nhằm bảo vệ tính mạng của cụ Kình, 3 người bị bắt cóc, một thanh niên Đồng Tâm quá khích đập vỡ kính ô tô của đội cảnh sát. Ngày 22 tháng 4 năm 2017, sau khi về Đồng Tâm được dân đón tiếp trọng thị, ông Nguyễn Đức Chung đã ký cam kết sẽ làm rõ việc hành hung cụ Kình trọng thương, làm rõ cánh đồng xanh là đất gì, không chỉ cứu dân về vụ dân cầm giữ cảnh sát cơ động để giải thoát 19 cảnh sát cơ động. Thế nhưng ông không làm rõ gì cả. Thanh tra Hà Nội thì lẩn tránh bằng chứng liên thiên, xuyên tạc và vẫn khẳng định là cánh đồng xanh là đất quốc phòng. Việc đánh trọng thương cụ Kình thì mãi sau này ông Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Nội mới nói ở Quốc hội cụ Kình bị gãy chân do giằng co. Còn lời hứa không truy cứu dân Đồng Tâm thực ra là hành vi của họ chỉ là quyền tự vệ chính đáng. Thì ngày 30 tháng 4 năm 2017, Công an Hà Nội khởi tố vụ án bị can gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ đối với người dân Đồng Tâm nhưng không công khai tống đạt cho họ. Rồi ngày 15 tháng 4 năm 2017, bằng biện pháp nghiệp vụ lừa cụ Kình ra Đồng Xanh đánh bắt bớ như trên và sau đó gửi giấy triệu tập bị can tràn lan làm cho dân Đồng Tâm phẫn nộ, không thi hành.
Ngày 7 tháng 7 năm 2017, ông Nguyễn Đức Chung gặp một số đại diện người dân Đồng Tâm ở huyện Mỹ Đức để phổ biến dự thảo kết luận thanh tra về cánh đồng xanh của thanh tra thành phố Hà Nội. Ông luôn cắt ngang không cho dân, luật sư phát biểu khi họ phản bác về những chỉ thị loanh quanh xảo trá sai sự thật của thanh tra thành phố Hà Nội. Những kết luận thanh tra của thanh tra thành phố Hà Nội là xảo trá. Và từ đó thì dù dân Đồng Tâm đã gửi nhiều đơn khiếu nại lên các lãnh đạo đảng và nhà nước, cơ quan trung ương và Hà Nội, nhưng ông Nguyễn Đức Chung cũng như không có bất cứ một đại diện nào của thành phố, trung ương nào trả lời hoặc gặp dân để tranh luận, đưa ra tài liệu chứng minh ai đúng, ai sai. Cứ một mực khẳng định cánh đồng xanh là đất quốc phòng, mặc dù các ông không đưa ra được quyết định đền bù bản đồ ranh giới về cánh đồng xanh với 47,36 hectare, có quyết định thu hồi và đền bù 150.312 đồng. Ông khẳng định cánh đồng xanh là đất quốc phòng nhưng lại không có quyết định thu hồi và đền bù. Phải chăng đó là tính quyết đoán của Nguyễn Đức Chung? Nếu cánh đồng xanh là đất quốc phòng thì phải do quân đội quản lý. Như vậy thì quân đội phải tranh chấp với dân Đồng Tâm, chứ sao lại là ông Nguyễn Đức Chung và công an. Việc 20 tháng 10 năm 2014, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Hà Nội ký quyết định giao 236,7 hectare cho quân chủng phòng không không quân, tức lấy của dân 28,7 hectare là mờ ám, bất hợp pháp và diễn lại âm mưu cướp đất của đồng nghiệp trong vụ Thủ Thiêm. Về phía Bộ Quốc phòng thì không có ý kiến gì, và từ ngày 26 tháng 3 năm 2017, cảnh sát và Bộ Quốc phòng đã đào mương rạch rõ ranh giới giữa 47,36 hectare đất quốc phòng với cánh đồng xanh được dân Đồng Tâm rất hoan nghênh, còn clip và hình ảnh, không còn chuyện tranh chấp nữa. Có một chi tiết phải làm rõ ở đây là trong buổi thuyết trình công khai với cán bộ huyện Mỹ Đức, quân đội tại cánh đồng xanh, cụ Lê Đình Kình nói rõ là cánh đồng xanh bị cán bộ bán cho ông, tiếng nhòe không rõ tên, 150 tỷ đồng, vẫn còn clip trên mạng và dân tố một số cán bộ xã Đồng Tâm được 28 tỷ Việt Nam đồng. Đề nghị cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm làm rõ có phải là cán bộ nào ở Hà Nội đã bán cánh đồng xanh hay không. Và thời gian này nhiều tờ báo đài, nhất là của Hà Nội, không hề gặp dân nhưng cứ ra giả thông tin xuyên tạc, vu khống, võ đoán sai sự thật. Theo lời của Nguyễn Đức Chung, thanh tra công an Hà Nội làm dân càng bức xúc thêm. Việc ông Nguyễn Đức Chung không có căn cứ gì về cánh đồng xanh là đất quốc phòng, không phải là chủ đất, quân đội đã rạch ranh giới rõ ràng, các chiến sĩ cơ động bị cầm giữ được đối xử tử tế đã ra về trong lưu luyến với bà con. Thế nhưng không hiểu sao thì ông Nguyễn Đức Chung lại bội ước dùng quyền hành, lực lượng vũ trang để trấn áp dân, rồi dùng truyền thông bẩn, đơn phương xuyên tạc, vu khống, làm cho dân Đồng Tâm rất phẫn nộ. Họ đã gửi 18 lá đơn, mong mỏi được ông Nguyễn Đức Chung hoặc bất cứ cơ quan có trách nhiệm nào về địa phương phán xét thỏa đáng, nhưng ông Nguyễn Đức Chung đã phớt lờ. Clip dân Đồng Tâm thực tâm đối thoại của đài VTC vẫn còn lưu trên mạng. Từ đây, dân Đồng Tâm rào làng chống tập kích, lên mạng đe dọa dùng vũ lực giết chết bọn cướp nếu về cướp đất, và luôn khẳng định rằng tuyệt đối tin tưởng vào đảng và nhà nước. Nhiều người bất mãn, bức xúc, chửi bới, lăng mạ, mạt sát những cán bộ công an về địa phương mà họ ghi để dò la, khủng bố, tấn công cướp đất của họ. Đây là sự dại dột của những người nông dân chất phát. Sự dại dột quá khích của họ được khai thác triệt để, và các báo đài của Hà Nội VTV cắt những đoạn clip xuyên tạc sự thật 180 độ để có cớ trấn áp họ bằng vũ lực. Từ đây, các ông Nguyễn Đức Chung đã có kế hoạch úp sọt người dân Đồng Tâm. Ngày 25 tháng 4 năm 2019, tôi viết một status thất vọng với thanh tra Hà Nội và thanh tra chính phủ về vụ Đồng Tâm. Nickname Lê Đình Quang, cháu nội của cụ Lê Đình Kình, thách thức bọn cướp đất Hà Nội nếu về Đồng Tâm sẽ ăn đòn. Một nickname là Nguyễn Quang xem ảnh và lập tức cảnh cáo với Lê Đình Quang: dân Đồng Tâm khôn ra thì nên im lặng mà sống tiếp. Lần trước là ông Trung ấy bị bất ngờ thôi,
giờ mà dân Đồng Tâm manh động là coi như bỏ cả cái xã ấy đi luôn đấy. Lê Đình Quang trả lời, lần này bọn họ tới sẽ không tiếp như lần trước đâu, đối xử tử tế với cảnh sát cơ động khi cầm giữ. Nguyễn Quang trả lời, chính quyền họ lại thích những thành phần như ông đấy, họ kích ông khiến cho ông xông vào, thế là họ có lý do để đàn áp vũ trang. Lần trước, tức vụ lừa đánh bắt cụ Kình, họ chủ quan nên bị động. Lần này, họ phủ cái chăn lên cái xã Đồng Tâm, xử lý như xử lý dịch lợn, đem hủy toàn để bộ toàn bộ để tránh lây lan. Xét trên mọi góc độ và tham khảo thông tin từ nhiều nguồn thì tôi khẳng định rằng đây là lời cảnh báo rất chính xác, chân thành đối với người dân Đồng Tâm của Nguyễn Quang. Vị này hẳn có mối quan hệ gần gũi bộ tham mưu của thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Đức Chung, chứng tỏ sự hận thù của ông Nguyễn Đức Chung với người dân Đồng Tâm đến mức độ nào. Rất lo cho dân Đồng Tâm và cả ông Nguyễn Đức Chung, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nếu xảy ra cuộc trấn áp bằng vũ lực ngày 7 và 8 tháng 5 năm 2019, tức cách vụ tập kích hơn 6 tháng, tôi đã viết bài lời cảnh báo chân thành với dân Đồng Tâm trên VNTB, Bosit Việt Nam và rồi nhiều trang mạng khác cũng đăng lại. Thế nhưng có vẻ như Nguyễn Đức Chung và những người có trách nhiệm ở Hà Nội, Việt Nam không biết hoặc không đoái hoài đã phủ chăn diệt hết những người đấu tranh giữ đất ở Đồng Tâm để tránh lây lan, chôn vùi vĩnh viễn sự kiện kinh khủng này. Còn người dân Đồng Tâm thì còn có thể quá tự tin mình nắm lẽ phải, thế lực cướp đất sẽ không thể, không dám dùng lực lượng khổng lồ đối với mình. Việc ông Nguyễn Đức Chung không ngừng quy kết bừa bãi, ông Lê Đình Kình kích động để trục lợi, ông Kình hứa nếu đòi đất thành công sẽ chia cho đồng tổ và cho tổ đồng thuận. Rồi đám báo chí vô trách nhiệm, vô lương tâm, đơn phương đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống làm cho dân càng bức xúc, phẫn nộ. Việc trong khi lực lượng khổng lồ tập kích vào thôn Hoành ngày 9 tháng Giêng năm 2020, mạng Internet bị cắt, Đồng Tâm hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài và tất cả những người liên quan biết nắm các thông tin về vụ việc này đều bị giết, bắt, ứng nghiệm hoàn toàn với lời của Nguyễn Quang. Họ kích ông khiến cho ông xông vào để phủ chăn, xử lý như dịch lợn để khỏi lây lan. Theo tôi thì ông Nguyễn Đức Chung đã tạo ra nền tảng vụ Đồng Tâm, rồi từ khi VTV nhảy vào xuyên tạc lên án người dân Đồng Tâm, vẽ nên bức tranh dân Đồng Tâm như những kẻ sai trái, khát máu, phản loạn, đe dọa chế độ, đã thuyết phục thượng cấp ok với kế hoạch của Nguyễn Đức Chung. Việc sau cuộc tập kích ngày 9 tháng Giêng năm 2020, Bộ Công an đứng ra phát ngôn và ngay lập tức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều biểu dương khen thưởng 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động bị chết, chứng tỏ trách nhiệm của vụ Đồng Tâm không còn chỉ riêng của Nguyễn Đức Chung và Hà Nội nữa. Thưa quý vị và các bạn, Đồng Tâm vụ án để lại nỗi đau cho dân tộc Việt Nam. Phiên tòa xử vụ án Đồng Tâm gây chấn động dư luận sẽ diễn ra vào khoảng 7 tháng 9 và được thông báo là một phiên tòa mở. Thế nhưng người dân và gia đình của các bị cáo không được tham gia, theo trao đổi với một số luật sư với BBC News tiếng Việt. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 năm 2020, xét xử 29 người Đồng Tâm liên quan đến vụ đụng độ với công an rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 khiến cho 4 người thiệt mạng. Trong số này, 25 người bị cáo buộc là giết người, 4 người còn lại bị cáo buộc chống người thi hành công vụ. Từ Hà Nội thì luật sư Lê Văn Hòa nói với BBC News tiếng Việt rằng ông đang hỗ trợ pháp lý cho 4 người dân Đồng Tâm gồm có ông Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Lê Đình Uy và bà Trần Thị La. Luật sư Hòa nói về mặt luật pháp, đây là vụ án xét xử công khai, nghĩa là bất cứ công dân nào quan tâm cũng có quyền tham dự. Nhưng theo ông thì trong phiên tòa tới sẽ chỉ có những người được triệu tập mới được tham dự, trong đó chưa chắc bao gồm thân nhân của các bị cáo. Tôi cho rằng các cơ quan chức năng sẽ chuẩn bị rất công phu về công tác an ninh trật tự cho phiên tòa này, đặc biệt là khu vực xung quanh tòa án Hà Nội chắc chắn sẽ kiểm soát người qua lại rất chặt chẽ, ai có chức năng mới được đi vào khu vực xét xử, luật sư Hòa nói với BBC News tiếng Việt.
Ông Hòa đánh giá do tính chất vụ án này rất đặc biệt quan trọng và nghiêm trọng nên công tác an ninh thậm chí là còn được nâng cao và thắt chặt hơn các vụ án khác. Với những thực tiễn mà tôi trải qua, tham gia một số phiên tòa có tính chất nhạy cảm, đặc biệt là các vụ án xét xử tội xâm phạm an ninh quốc gia, việc luật sư được tham gia ở các phòng xét xử thường bị hạn chế rất nhiều. Ví dụ như được phép mang điện thoại, máy ghi âm, máy tính vào phòng xử. Việc đi vào phòng xét xử phải qua kiểm soát an ninh rất chặt chẽ, soi chiếu người đi qua và các phương tiện, túi sách, tài liệu mang vào. Luật sư Ngô Anh Tuấn từ Hà Nội, người bào chữa cho ông Lê Đình Quang, Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Quốc Tiến cũng cho BBC News tiếng Việt hay rằng sẽ không có người nào là người nhà của các bị cáo tham dự phiên tòa mở này. Để bảo vệ quyền lợi cho các thân chủ, luật sư Lê Văn Hòa nói với BBC News tiếng Việt rằng ông sẽ kiến nghị hội đồng xét xử cho mời hai nhân chứng quan trọng của vụ án là bà Dư Thị Thanh, vợ của ông Lê Đình Kình, người đã thiệt mạng trong vụ xô xát với công an hôm 9 tháng 1 năm 2020 và con dâu là Nguyễn Thị Duyên, vợ của bị cáo Lê Đình Uy, con trai của Lê Đình Công và là cháu nội của ông Lê Đình Kình. Cụ Dư Thị Thành là một trong những chứng rất quan trọng cần phải được triệu tập đến tòa để làm rõ tình tiết. Cơ quan công an có mặt tại nhà cụ Kình rạng sáng 9 tháng 1 năm 2020. Còn Nguyễn Thị Duyên là người có đơn tố cáo lực lượng chức năng khi đến khám xét nhà đã thu một số tài sản của chị như ô tô. Chị cũng khai báo mất tư trang như dây chuyền và tiền. Chị Duyên đã gửi đơn tới Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội về việc này. Ngoài ra thì chị Duyên cùng với con mới sinh cũng từng bị đưa đi cùng với một số người dân khác đến một địa điểm cơ quan chức năng lấy lời khai, sau đó thì được thả về sau khi xảy ra sự kiện rạng sáng ngày 9 tháng 1. Do đó đây là hai nhân chứng rất quan trọng trong vụ án, luật sư Hòa nói. Luật sư Hòa cho hay là việc tiếp xúc với các thân chủ và tiếp cận hồ sơ điều tra rất khó khăn, phải trải qua nhiều lần gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan liên quan. Tới khi được cho tiếp xúc với thân chủ thì luật sư Hòa cũng chỉ được gặp ông Công chức Huy, còn bị cáo La thì chưa được gặp dù đã đề nghị trại giam nhiều lần. Cuộc gặp đầu tiên với ông Công, Uy và Chức diễn ra hồi tháng 5, cuộc gặp mới đây nhất với ông Chức diễn ra vào hồi tháng 7. Dù phiên tòa sắp diễn ra thì các luật sư cũng mới chỉ được tiếp cận hồ sơ vụ án cách đây khoảng 20 ngày. Tôi cùng với 2-3 luật sư nữa đã phải liên tục đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đưa đơn kiến nghị đến lần thứ 3 thì họ mới cho tiếp cận, sao chụp hồ sơ, luật sư Hoa nói. Còn luật sư Ngô Anh Tuấn cùng phản ánh về việc gây khó khăn từ khi làm thủ tục đăng ký bào chữa, hạn chế trong việc tiếp xúc bị can trong trại giam đến việc bị gây khó khăn trong việc tiếp cận sao chụp hồ sơ. Luật sư Hòa cho biết thêm rằng ông Chức bị thương rất nặng và bị vạt một bên nửa hộp sọ bên phải. Không thể tự đi mà phải có người dìu từ buồng giam ra phòng lấy cung để gặp luật sư. Nhưng lần này gần đây nhất thì sức khỏe của ông Chức đã khá lên nhiều. Ông đã có thể tự đi lại. Ông Lê Đình Công bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an xác định là người cầm đầu vụ án, trong khi Lê Đình Chức, Lê Đình Uy bị cáo buộc là cùng với Lê Đình Danh đổ xăng giết chết 3 công an. Luật sư Ngô Anh Tuấn nhận định với BBC News tiếng Việt rằng đây sẽ là một vụ án khó khăn cho tất cả các bên và ông không đưa ra dự đoán nào cho kết quả của phiên tòa sắp tới. Trong khi đó thì luật sư Lê Văn Hòa nói theo nhìn nhận của cá nhân ông, đây là một vụ án để lại một nỗi đau cho dân tộc Việt Nam xuất phát từ việc tranh chấp đất đai. Đáng lẽ ra thì cơ quan chức năng không phải đẩy nó đến một kết cục đáng buồn với 4 người chết, trong đó một người dân và 3 công an, để lại hậu quả nặng nề. Tôi hy vọng là những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan chức năng nếu có sự cầu thị đặc biệt thì có thể hé mở một kết quả nào đó để góp phần hàn gắn xoa dịu tình hình. Nhưng tôi không biết điều đó có xảy ra được hay không, luật sư Hòa nói. Các luật sư dự kiến sẽ gặp mặt một số bị cáo ít nhất một lần nữa trước khi phiên tòa xảy ra vào ngày 7 tháng 9. Năm 2020.
Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.